Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 25 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phát động thi đua năm 2018. Hội khuyến học tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018 và khai trương trang thông tin điện tử. Hiệu quả từ liên kết sản xuất trong nông nghiệp. Xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, nhiều hộ dân hiến đất làm đường giao thông. Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận chuyển giao kỹ thuật nút mạch hóa chất trong điều trị các khối u gan. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phát động phong trào thi đua năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thông, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh. Năm 2017, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác. Năm 2018, với chủ đề chủ động đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, gắn với khẩu hiệu hành động, Công an Hưng Yên xây dựng người chiến sĩ công an mẫu mực vì nhân dân phục vụ với phương châm 4 nâng, 3 giảm, 3 không, 3 chủ động. Đó là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản và cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật kỷ cương, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, giảm cán bộ chiến sĩ vi phạm, giảm tội phạm, giảm tai nạn giao thông, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, không để xảy ra oan sai, bức cung nhục hình, chủ động tự học, tự rèn, tự đào tạo, chủ động phục vụ nhân dân, chủ động tham mưu, giải quyết tình hình từ cơ sở. Công an tỉnh quyết tâm thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc một cách đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã biểu dương những thành tích mà Công an tỉnh đã đạt được trong năm 2017, đồng tình nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ mà Công an tỉnh đã đề ra trong năm 2018. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, bên cạnh các nhiệm vụ đề ra, đơn vị phải thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động nắm chắc, dự báo, phân tích, đánh giá sát đúng tình hình để tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo tốt an ninh trên các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý bên cạnh đó, Công an tỉnh cần tổ chức tốt lực lượng, triển khai các phương án, kế hoạch, mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác quản lý hành chính nhà nước về trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, chú trọng công tác xây dựng lực lượng, tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa ứng xử, xây dựng hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an Hưng Yên vì nhân dân phục vụ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Tại hội nghị, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho đồng chí Nguyễn Văn Thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh và cho tập thể Phòng Cảnh sát Kinh tế; trao huân chương chiến công hạng ba cho đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong năm 2017. Ngày 24 tháng 1, Hội khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương và ghi nhận kết quả mà các cấp hội khuyến học tỉnh đã làm được trong năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh, tiếp nối truyền thống hiếu học năm 2018, Hội khuyến học tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động để thu hút nhiều hội viên, thúc đẩy tinh thần học tập của học sinh. Hội cần quan tâm đến hệ thống tổ chức để tìm ra người có tâm huyết tích cực tham gia phong trào, để phong trào khuyến học ngày càng được lan tỏa sâu rộng.
Bên cạnh đó, phối hợp với các ban ngành, nhà hảo tâm để nhận sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm giúp hội khuyến học phát triển, góp phần vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo hội khuyến học đã khai trương trang thông tin điện tử Hội khuyến học tỉnh Hưng Yên. Chiều nay, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu với hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp đã nỗ lực phấn đấu để đạt được trong năm 2017. Đồng chí đánh giá cao việc các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp đã triển khai nhiều hình thức, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với các đối tượng trên địa bàn. Vì thế nhận thức của người dân về vị trí vai trò của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong đời sống xã hội ngày càng được nâng cao. Để chủ động hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu 4 huyện chưa kiện toàn hội đồng phải sớm kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định 619 của Thủ tướng Chính phủ, có giải pháp phù hợp nhanh chóng khắc phục 3 tồn tại hạn chế đã nêu trong báo cáo tổng kết năm 2017. Sở Tư pháp sớm triển khai việc ký kết quy chế phối hợp với các sở ngành đoàn thể, nhất là đối với các cơ quan tuyên truyền. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 9 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin về kinh tế. Chị Trần Thị Hiền ở thôn 6 xã Đức Học, huyện Kim Động, từ nhiều năm nay trồng chuối thu lợi nhuận trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Năm 2010, chị Hiền thầu ruộng trồng 4 mẫu chuối tiêu, nhận thấy cây chuối đem lại hiệu quả kinh tế cao, diện tích chuối ngày càng được gia đình chị mở rộng. Tổng diện tích chuối của gia đình đến thời điểm hiện tại là 11 ha, trong đó 7 ha chuối tiêu, 4 ha chuối tây. Với kinh nghiệm lâu năm trong việc trồng và chăm sóc, diện tích chuối phát triển mạnh và không bị sâu bệnh, đem lại giá trị kinh tế cao. Trung bình một năm chuối cho sản lượng gần 300 tấn, trừ chi phí thu lãi trên 1 tỷ đồng. Do chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế đem lại cao hơn giống bò khác, nên hầu hết các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên đã chuyển sang nuôi bò lai Brahman đỏ. Hiện toàn xã có tổng số trên 1.100 con bò, chủ yếu là giống bò lai Brahman đỏ, trong đó có hộ nuôi nhiều lên tới gần 100 con. So với nhiều giống bò thông thường, bò Brahman đỏ có khả năng tăng trọng nhanh, tỷ lệ thịt cao, trọng lượng đạt gần 1 tấn một con, cho giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với giống bò thông thường. Tận dụng nguồn cỏ ven đê, thời gian tới các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Tân Hưng sẽ tiếp tục nhân giống và mở rộng mô hình nuôi giống bò lai Brahman đỏ. Đây cũng là một bước để cụ thể hóa đề án phát triển nhanh đàn bò lai Brahman đỏ của tỉnh. Nhiệt độ xuống thấp cộng với việc vận chuyển gia súc gia cầm vào dịp cuối năm tăng cao là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh phát sinh và gây hại. Để bảo vệ đàn vật nuôi, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã tăng cường các biện pháp phòng bệnh. Ngoài thực hiện các đợt tiêm phòng và phun hóa chất khử trùng tiêu độc theo chiến dịch của tỉnh, thời gian vừa qua do thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm không khí cao, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện, nhất là các trang trại lớn đã chủ động vệ sinh chuồng trại khu vực trong và ngoài chuồng nuôi, phủ bạt hoặc thắp điện để tăng nhiệt độ chuồng nuôi, bổ sung dưỡng chất trong khẩu phần ăn giúp tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Nhờ làm tốt công tác trên nên đến thời điểm hiện tại, đàn vật nuôi trên địa bàn huyện phát triển tốt và không để dịch bệnh lớn nào xảy ra. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 1, tại xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, Tập đoàn Lộc Trời phối hợp với Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh tổ chức lễ ra mắt sản phẩm thuốc trừ nấm bệnh mới Infinito do công ty Bayer Việt Nam sản xuất. Sản phẩm thuốc trừ nấm bệnh mới Infinito do công ty Bayer sản xuất là một trong rất ít những sản phẩm của Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất được phép sử dụng trên rau màu và các loại cây trồng khác, đặc biệt phù hợp để sản xuất rau an toàn. Infinito bảo vệ toàn diện cây trồng, quản lý được bệnh sương mai và phòng bệnh hiệu quả, không có mùi, không để lại vết bám bẩn trên lá, trên cây, giúp cây sinh trưởng đồng đều, phát triển tốt, cho năng suất cao. Nhà sản xuất khuyến cáo người sử dụng sản phẩm thuốc trừ nấm bệnh mới Infinito để phun phòng khi xuất hiện 3 yếu tố. Có nguồn bệnh trên đồng ruộng, cây trồng ở giai đoạn mẫn cảm và điều kiện thời tiết từ 18 đến 22 độ C.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nước thải từ khu công nghiệp, các làng nghề và nước thải sinh hoạt đang khiến cho tình trạng ô nhiễm trên sông Bắc Hưng Hải, đoạn qua huyện Văn Lâm ngày càng nghiêm trọng. Sông Bắc Hưng Hải đoạn chảy qua xã Trưng Chắc, nước sông thường xuyên chuyển sang màu đen, mặt nước nổi váng bốc mùi hôi thối. Sông Bắc Hưng Hải đã bị ô nhiễm trong thời gian dài, nhưng khoảng 5 năm đổ lại đây, tình trạng ô nhiễm diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn. Trung bình một tháng có 2 đến 3 lần nước sông chuyển màu. Sông Bắc Hưng Hải là sông chính của hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải, lấy nước trực tiếp từ sông Hồng và phân phối nguồn nước canh tác cho nhiều địa phương. Dòng Bắc Hưng Hải đang bị bức tử đã khiến cho công trình đại thủy nông này lâm vào tình trạng tiêu không được mà tưới cũng không xong. Để khắc phục tình trạng này, đòi hỏi có sự chung tay phối hợp với các giải pháp quyết liệt của tất cả các tỉnh thành có dòng sông chảy qua để xử lý triệt để nguồn gây ô nhiễm. Nhiều gia đình ở xã Tân Dân, huyện Khoai Châu hiến đất ở và đất canh tác để phục vụ mở rộng làm tuyến đường trục của xã. Tuyến đường trục xã dài 1 km, rộng 7,5 m đang trong quá trình xây dựng với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng do xã đầu tư. Đường đi qua các thôn Bãi Sậy 1, Bãi Sậy 2, An Dân. Trong quá trình triển khai, nhiều hộ dân hiến đất ở, đất canh tác để phục vụ làm đường. Có 8 hộ phá bỏ tường bao hiến đất ở với tổng diện tích hơn 200 m2. Tiêu biểu như ở thôn Bãi Sậy 1 có gia đình ông Nguyễn Đình Vinh hiến hơn 50 m2, ông Đặng Văn Đạo hiến 50 m2, gia đình bà Trịnh Thị Đầy hiến hơn 20 m2. Hơn 30 bà con cũng sẵn sàng hiến đất canh tác để mở rộng đường. Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Nhắc đến ông Nguyễn Hải Hậu, cán bộ chính sách xã Phan Sầu Nam, huyện Phù Cừ. Những người biết đến ông, đặc biệt là những người già, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã đều hết lời khen ngợi, là người cán bộ nhiệt tình, tận tụy, hết lòng vì công việc. Bà Nguyễn Thị Lẻo, sinh năm 1937 ở thôn Trà Bồ, có chồng là bộ đội chống Mỹ đã mất cách đây 25 năm. Nhưng do thất lạc giấy tờ nên phải đến năm 2013, nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ của ông Nguyễn Hải Hậu, bà mới được hưởng tiền tuất của chồng. Bác này, bác ấy giúp đỡ tôi tận tình, con người như thế thì rất là tốt và mang lại quyền lợi cho chúng tôi. Bà Lẻo chỉ là một trong hàng trăm trường hợp mà ông Nguyễn Hải Hậu đã tận tình giúp đỡ trong suốt 6 năm đảm nhận công tác chính sách xã hội ở xã Phan Sào Nam. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác chính sách, ông Hậu đã luôn cố gắng tìm hiểu, nắm chắc các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn tỉ mỉ, chu đáo các bước làm thủ tục hồ sơ cho các đối tượng để họ nhanh chóng được hưởng chế độ chính sách. Với sự giản dị gần gũi, tận dụng mọi thời gian để làm việc, tránh gây phiền phức cho người được hưởng chế độ chính sách, ông Hậu đã tiếp cận với công việc bằng tất cả trách nhiệm và năng lực của mình, trở thành tấm gương sáng về hình ảnh người cán bộ tận tụy, hết lòng vì công việc. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 1, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Hào đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2018-2023. 5 năm qua, huyện đã phát triển thêm 22 công đoàn cơ sở với 5.860 đoàn viên công đoàn, nâng tổng số công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện lên 132 với trên 16.650 đoàn viên. Công đoàn huyện đã làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công nhân, viên chức lao động, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao cờ đơn vị xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2017. Đại hội đã đưa ra 5 chỉ tiêu lớn trong nhiệm kỳ 2018-2023, theo đó phấn đấu thành lập mới 20 công đoàn cơ sở, tăng tỷ lệ phần trăm công đoàn cơ sở đạt trong sạch vững mạnh và đảm bảo các tiêu chí về bảo vệ quyền lợi đoàn viên công đoàn trong khối hành chính nhà nước cũng như trong bồi dưỡng nghiệp vụ, thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp, v.v. Ngày 24 tháng 1, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên được chuyển giao kỹ thuật nút mạch hóa chất điều trị các khối u gan do thạc sĩ bác sĩ Đào Danh Vĩnh, khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn. Nút mạch là một phương pháp được sử dụng thường xuyên và hiệu quả trong điều trị ung thư bằng cách dùng các vật liệu để gây giảm hay tắc hoàn toàn lòng mạch nhằm mục đích gây thiếu máu rồi dẫn đến hoại tử khối u. Nút mạch bằng hóa chất được chứng minh là đem lại hiệu quả cao trong điều trị ung thư gan nguyên phát không có chỉ định phẫu thuật. Ngoài ra, nút mạch còn phù hợp trong điều trị một số trường hợp chấn thương như vỡ gan, vỡ xương chậu nhằm hạn chế việc phải thực hiện phẫu thuật.
Phương pháp này được thực hiện đầu tiên tại tỉnh ta với bệnh nhân Lã Ngọc Đạm, 62 tuổi ở thôn Cao Xá, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư gan cách đây 4 năm. Mặc dù được dùng thuốc đặc trị hàng tháng nhưng khối u vẫn phát triển. Vì vậy đã được các bác sĩ chỉ định thực hiện nút mạch hóa chất. Sau can thiệp, bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc được. Nếu phương pháp này được áp dụng tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh ta, sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, cũng như giảm được chi phí cho người bệnh. Thưa quý vị và các bạn, để thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh, bắt đầu từ hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Hội Nông dân tỉnh mở chuyên mục Nông dân Hưng Yên làm giàu để giới thiệu về những mô hình mới, cách làm hay trong sản xuất nông nghiệp ở các địa phương trong tỉnh. Chuyên mục được phát sóng vào tối thứ năm của tuần thứ tư hàng tháng. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, 10 trên 10 hội nông dân cấp cơ sở trong tỉnh được chọn tổ chức đại hội điểm đạt kết quả tốt, đảm bảo đúng tiến độ. Các cơ sở hội hoàn thành sớm gồm Hội Nông dân xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, Hội Nông dân xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, Hội Nông dân xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hội Nông dân xã Hùng An, huyện Kim Động, Hội Nông dân phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Các bước tiến hành đại hội đảm bảo nội dung theo đúng kế hoạch hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh. Công tác bầu cử được tổ chức dân chủ, phát huy trí tuệ của đại hội, chất lượng nhân sự của ban chấp hành nhiệm kỳ mới được nâng lên rõ nét. Theo kế hoạch, thời gian đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở sẽ tổ chức hoàn thành trong tháng 5 năm 2018 và đại hội Hội Nông dân cấp huyện hoàn thành trong quý 2 năm 2018, tiến tới đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 9. Những năm qua, Hội Nông dân xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên đã tạo điều kiện giúp nhiều hội viên được tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển kinh tế. Bò thịt, bò sinh sản là vật nuôi chủ lực để phát triển kinh tế của nhiều hộ dân tại xã Hoàng Hanh. Nắm bắt nhu cầu được vay vốn tháng 4 năm 2017, Hội Nông dân xã đã giúp 11 hộ trong câu lạc bộ nuôi bò thịt, bò sinh sản vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh với tổng số tiền 500 triệu đồng. Ngoài ra, 4 trên 4 chi hội nông dân đều phát triển quỹ chi hội với số tiền trên 100 triệu đồng cho 4 hộ vay. Có được các nguồn vốn vay ưu đãi, các hộ như ông Phạm Đỗ Mười, Phạm Quang Đán tập trung đầu tư xây dựng chuồng trại, mua thêm con giống chăn nuôi, nhờ vậy tăng thu nhập cho gia đình. Nghề ươm cây rau giống tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ mang lại thu nhập khá cho nhiều gia đình hội viên nông dân với thu nhập từ 150 đến 300 triệu đồng một năm. Toàn xã hiện có gần 20 hộ làm nghề ươm cây rau giống các loại, tập trung chủ yếu ở các thôn Mễ Hạ, Tân Phú, Bình Phú, Từ Tây. Việc gieo hạt đòi hỏi nhiều công lao động tỉ mỉ. Ngoài việc kỹ lưỡng từ các khâu làm đất, chăm sóc, những hộ có kinh nghiệm làm nghề như anh Nghiêm, anh Chức tại thôn Mễ Hạ cho biết, công đoạn chọn hạt giống phải rất cẩn trọng. Hạt giống đưa vào sử dụng phải đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cao, chất lượng tốt. Hiện nay, nhiều hộ đầu tư đồng bộ các trang thiết bị kỹ thuật công nghệ vào sản xuất, làm nhà kính, nhà lưới tản quang, đảm bảo cho cây rau giống phát triển tốt. Tùy thuộc vào mỗi loại cây có giá từ 150 đến 350.000 đồng, 1.000 cây. Đối với các loại cây ăn quả như cam, bưởi, mít có giá từ 30 đến 60.000 đồng một cây. Liên kết trong sản xuất nông nghiệp là một xu thế phát triển tất yếu. Những năm gần đây, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác, chi tổ hội nghề nghiệp được thành lập hướng tới mục đích cung cấp ra thị trường sản phẩm an toàn, đủ lớn về số lượng, đồng đều về chất lượng, gia tăng giá trị, đảm bảo tính bền vững. Hiện nay, toàn tỉnh có 27 hợp tác xã, tổ hợp tác theo luật hợp tác xã mới năm 2012, 31 chi tổ hội nghề nghiệp, 44 mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả. Ưu điểm của những mô hình này đã giúp các hộ nông dân khắc phục được thực trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thuận lợi trong áp dụng cơ giới hóa tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, hỗ trợ nhau trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, tạo thêm việc làm cho nhiều thành viên tham gia, đồng thời việc thực hiện mua chung đầu vào, bán chung đầu ra sẽ giảm được chi phí sản xuất, tăng doanh thu cho bà con. Điển hình như Hợp tác xã Dịch vụ Hoa Cây Cảnh Xuân Quan, huyện Văn Giang. Tham gia hợp tác xã, các hộ thành viên có nhiều thuận lợi được tiếp cận khoa học kỹ thuật, đưa các giống hoa chất lượng cao vào sản xuất. Hợp tác xã sẽ lo cho chúng tôi về một là cái giống, hai là vật tư nông nghiệp,
Tôi nói ví dụ như là một tấn phân mà chúng tôi đến các đại lý mua ấy, thì nó mất được khoảng tầm coi như vậy là 8 triệu chẳng hạn. Thì hợp tác xã hợp đồng lớn thì chúng tôi được giảm khoảng tầm 20%. Ngoài ra còn có hợp tác xã rau sạch và thương mại Phú Thịnh, huyện Kim Động, hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Hạ Lễ, huyện Ân Thi, hợp tác xã nhãn Miền Thiết, Hàm Tử, huyện Khoái Châu. Chiến lược phát triển chung của các mô hình trên là chú trọng đến số lượng và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm bán ra thị trường, từng bước liên kết, hợp đồng bán các loại sản phẩm cho các doanh nghiệp ở các tỉnh thành trong nước và hướng ra xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, thứ Sáu ngày 26 tháng 1, ngoài những tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mô hình trồng hoa lan thu tiền tỷ ở xã Phùng Công, huyện Văn Giang. Xã Bình Minh, huyện Khoai Châu sản xuất bớt phục vụ thị trường Tết. Huấn luyện viên Nguyễn Nhật Thuần, người ươm mầm các tài năng wushu và boxing Hưng Yên. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.